Cuộc tấn công chính xác của Israel vào thủ đô Libanon khiến thủ lĩnh cấp cao Hezbollah, Ibrahim Akhwin và nhiều người khác thiệt mạng. Ibrahim Akhwin, người đứng đầu đơn vị đát quan, tinh nhuệ của Hezbollah, thiệt mạng trong một cuộc tấn công có mục tiêu tại Beirut, Libanon. Atit đưa tin dẫn thông báo của lực lượng phòng vệ Israel IDF hôm 20 tháng 9. Hezbollah ra tuyên bố vài giờ sau đó, xác nhận cái chết của Akhwin. Ibrahim Aquin là người bị Mỹ cáo buộc thực hiện vụ đánh bom Đại sứ quán Mỹ tại Beirut vào tháng 4 năm 1983, khiến 63 người thiệt mạng. Năm 2019, Mỹ trao thưởng 7 triệu đô la Mỹ cho ai tiêu diệt được Ibrahim Aquin. IDF cho biết trong tuyên bố, các máy bay chiến đấu của không quân đã nhắm mục tiêu vào khu vực Beirut và tiêu diệt Ibrahim Aquin, người đứng đầu nhóm hoạt động của Hezbollah, chỉ huy tạm quyền của đơn vị đát quan và chỉ huy của kế hoạch chinh phục Galilee. Theo IDF, một số sĩ quan cao cấp của Datwan cũng đã bị tiêu diệt cùng với Aquin. Aquin và đơn vị của ông ta đang lên kế hoạch đột kích Galile theo cùng hướng với cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hezbollah từ Gaza. Tân Hoa Xã đưa tin, Hebola đã phóng hơn 100 quả tên lửa vào hơn 30 khu định cư ở phía tây Galilee và một căn cứ tình báo quan trọng ở phía bắc Israel hôm 20 tháng 9 để trả đũa cho cuộc không kích của Israel và vùng ngoại ô phía nam Beirut, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 66 người khác bị thương, theo Bộ Y tế Libanon. Theo ITF, Akwin là người đứng đầu các hoạt động của Hebola kể từ năm 2004 và đứng sau một số cuộc tấn công vào Israel quân đội Israel tuyên bố sẽ tiếp tục hành động để làm suy yếu khả năng và gây thiệt hại cho Hezbollah. Israel đã tăng cường các cuộc không kích và pháo kích vào Lebanon kể từ khi Bộ trưởng Quốc phòng Joab Gallant tuyên bố giai đoạn mới trong cuộc chiến chống lại Hezbollah vào hôm 18 tháng 9. Israel được cho là đã kích hoạt từ xa hàng trăm máy nhắn tin và các thiết bị liên lạc khác trong tay Hezbollah khiến ít nhất 37 người chết và làm bị thương khoảng 3.000 người, bao gồm cả trẻ em. Lãnh đạo Hezbollah Hassan Narala mô tả cuộc tấn công là một cuộc thảm sát và một lời tuyên chiến, cáo buộc đây là chủ nghĩa khủng bố và tội ác chiến tranh, đồng thời tố cáo Israel vượt qua mọi hạn chế và danh giới đỏ. Israel cho tới hiện tại vẫn giữ im lặng về chiến dịch táo bạo cho vụ nổ tung loạt máy nhắn tin của các thành viên Hezbollah. Reuters cho hay vụ tấn công đã khiến 12 người thiệt mạng và hàng ngàn thành viên Hezbollah bị thương hôm 17 tháng 9. Theo một nguồn tin an ninh Lebanon, cơ quan tình báo Mossad của Israel đã tiến hành một chiến dịch tinh vi cài đặt một lượng nhỏ chất nổ vào 5.000 máy nhắn tin mà Hezbollah đặt mua. Mặt khác, một nguồn tin an ninh phương Tây đã chỉ đích danh đơn vị 8200, một đơn vị quân sự không thuộc Mossad, là cơ quan tình báo nước ngoài của Israel đã tham gia giai đoạn phát triển kỹ thuật của chiến dịch này trong hơn một năm. Nguồn tin này tiết lộ rằng đơn vị 8200 đã xử lý về mặt kỹ thuật việc tích hợp chất nổ vào quy trình sản xuất. Quân đội Israel từ chối bình luận về thông tin trên, trong khi văn phòng thủ tướng Israel, cơ quan giám sát Mossad cũng không đưa ra phản hồi. Giám đốc nghiên cứu tại Diễn đàn Phòng thủ và An ninh Israel, Moshi Cooper-Wasser cho biết không có xác nhận chính thức nào về việc đơn vị 8200 tham gia vụ tấn công. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng đơn vị này quy tụ những nhân sự tài năng nhất của quân đội Israel, đóng vai trò then chốt trong hệ thống phòng thủ quốc gia. Cựu quan chức tình báo quân sự Israel nhấn mạnh những thách thức mà họ đối mặt vô cùng to lớn, phức tạp và cần những con người xuất sắc nhất để đảm nhận. Được coi là hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả trong lực lượng quân đội Israel, đơn vị 8200 cũng như nhiều cơ quan an ninh quốc phòng khác từng bị chỉ trích gay gắt vì đã thất bại trong việc phát hiện vụ tấn công bất ngờ của Hamas hồi tháng 10 năm 2023 tại khu vực phía nam Israel. Dù vậy, đơn vị 8200 vẫn nổi tiếng với văn hóa làm việc chú trọng tư duy sáng tạo, vượt ra ngoài khuôn khổ thông thường để giải quyết những vấn đề họ chưa từng đối mặt hoặc là hình dung tới trước đó. Tư duy này từng giúp Israel tạo dựng lĩnh vực công nghệ cao với những công ty hàng đầu thế giới. Ông avisua cựu thành viên của đơn vị 8200 và là đồng sáng lập của công ty bảo mật đám mây AK Security cho biết, dù đó là lỗ hổng phần mềm, mã hóa hay là vấn đề xâm nhập vào một hệ thống nào đó, bạn phải có khả năng tự mình giải quyết. Chính đơn vị 2008 được cho là có liên quan đến vụ tấn công sử dụng virus máy tính Stuxnet nhằm vô hiệu hóa các máy ly tâm hạt nhân của Iran trong giai đoạn 2005 tới 2010, cùng hàng loạt những chiến dịch gây tiếng vang lớn bên ngoài Israel thời điểm đó. Đơn vị 8200 với đội ngũ binh sĩ trẻ được tuyển chọn kỹ lưỡng, chịu trách nhiệm phát triển và vận hành các công cụ thu thập tình báo, thường được so sánh với cơ quan an ninh quốc gia Mỹ. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết trong ngày 19 tháng 9, không quân nước này đã tiến hành nhiều đợt không kích dữ dội vào miền nam Lebanon, phá hủy nhiều vũ khí và tài sản của Hezbollah. Theo thông báo của lực lượng phòng vệ Israel IDF, các đợt không kích của không quân nước này trong tối ngày 19 tháng 9 đã phá hủy 100 bệ phóng với khoảng 1.000 quả tên lửa của Hezbollah. Ngoài ra, nhiều tòa nhà, cấu trúc quân sự và kho chứa vũ khí của nhóm vũ trang Libanon cũng bị san phẳng hoạt động tấn công được đặc biệt đẩy mạnh từ chiều tối qua, sau khi IDF xác nhận có hai binh sĩ tiền mạng và 9 quân nhân bị thương trong các cuộc tập kích tên lửa và máy bay không người lái của Hezbollah vào miền Bắc Israel. Theo một số nguồn tin an ninh Lebanon, loạt cuộc không kích tối ngày 19 tháng 9 nằm trong số những đợt oanh tạc dữ dội nhất của Israel vào Lebanon kể từ đầu đợt giao tranh xuyên biên giới đầu tháng 10 năm 2023 giữa IDF và Hezbollah. Cùng với việc đẩy mạnh không kích vào Lebanon, quân đội Israel kêu gọi người dân tại các cộng đồng dân cư khu vực biên giới phía Bắc tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng bị, bao gồm việc ở gần các hầm trú ẩn, hạn chế di chuyển ra ngoài và tập trung đông người. Hồi giữa tuần, IDF cũng thông báo đã triển khai tăng cường thêm một sư đoàn tác chiến từ giải Gaza về mặt trận phía Bắc nhằm chuẩn bị cho kịch bản leo thang chiến sự với Hezbollah. Tối ngày 19 tháng 9, lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận hai binh sĩ tử vong và chín quân nhân khác bị thương trong loạt cuộc tấn công dồn dập bằng tên lửa và máy bay không người lái do Hezbollah tiến hành trong ngày vào hai khu vực Ja'ara và Ramindrit phía bắc Israel. Đây được coi là một trong những tổn thất nghiêm trọng nhất của quân đội Israel trong nhiều tuần qua, cũng như kể từ đầu đợt giao tranh xuyên biên giới kéo dài hơn 11 tháng với Hezbollah. Đáng chú ý, tổn thất mới được ghi nhận chỉ một ngày sau khi Ebola cáo buộc Israel gây ra loạt vụ nổ máy nhắn tin và máy bộ đàm cầm tay tại Lebanon trong hai ngày 17 và 18 tháng 9, khiến ít nhất 40 người chết và hơn 2.900 người bị thương, chủ yếu là thành viên Ebola. Ngoài hai cuộc tấn công gây thương vong kể trên, tối ngày 19 tháng 9, Hezbollah cũng phóng nhiều quả tên lửa tập kích một cơ sở quân sự ở khu vực Metula, phía bắc Israel. Quân đội Israel đã đáp trả các cuộc tấn công của Hezbollah bằng nhiều đợt không kích ác liệt vào các mục tiêu của nhóm vũ trang đối địch ở phía nam Lebanon. Theo đó chỉ trong tối qua, máy bay chiến đấu Israel đã tấn công phủ đầu và phá hủy 30 bệ phóng tên lửa cùng các kho chứa vũ khí và cấu trúc quân sự của Hezbollah ở nhiều khu vực khác nhau. Đợt không kích mới nhất đánh phá khoảng 50 trận địa và cứ điểm của Hezbollah tại khu vực Mattoum DJ Trước đó, vào sáng sớm ngày 19 tháng 9, không quân Israel cũng oanh tạc nhiều tòa nhà và kho chứa vũ khí của Hezbollah ở các khu vực là Chihin, Tebe, Brida, Mayan Zaban Aditaro, Caplila và Kiam. IDF khẳng định lực lượng này đang nỗ lực hủy diệt năng lực quân sự của Hezbollah nhằm bảo đảm an ninh khu vực biên giới phía Bắc, cho phép hàng chục nghìn dân cư sớm được trở về nhà về phần mình trong một phát biểu trên truyền hình tối qua thủ lĩnh hezbollah hassan nasrallah thề sẽ ngăn cản israel hiện thực hóa mục tiêu đưa dân cư trở lại khu vực phía bắc nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công của nhóm này vào miền bắc israel sẽ chỉ dừng lại sau khi cuộc chiến tại giải gaza kết thúc Tổng thư ký Hezbollah đồng thời cáo buộc Israel đã gây ra loạt vụ nổ thiết bị liên lạc vô tuyến tại Lebanon trong hai ngày là ngày 17 và ngày 18 tháng 9, coi đó là hành động vượt qua làn danh đỏ nguy hiểm và phải bị trừng phạt thích đáng. Lo ngại trước nguy cơ leo thang căng thẳng tại khu vực, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm qua đã quyết định hoãn lại chuyến thăm dự kiến đến Israel vào tuần tới. Cùng ngày, nhiều hãng hàng không quốc tế quyết định kéo dài thêm lệnh cấm bay đến khu vực. Trong đó, tập đoàn Lufthansa của Đức thông báo dừng bay đến cả Tel Aviv, Israel và Tehran, Iran cho tới ngày 24 tháng 9. Đặc biệt, hoạt động bay đến thủ đô Beirut của Lebanon bị đình chỉ tới ngày 26 tháng 10, tức là hơn một tháng nữa. Quân đội Israel vào ngày 19 tháng 9 xác nhận tấn công hàng chục mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Liban. Cụ thể, không quân Israel đã tập kích hàng chục cơ sở hạ tầng của Hezbollah, trong đó có một kho vũ khí, phá hủy hàng trăm bệ phóng đốc kết mà Israel nghi ngờ Hezbollah sắp sử dụng cho các cuộc tập kích xuyên biên giới. Ngoại trưởng Libanon Abdallah Bouhabib cảnh báo các cuộc tấn công vào chủ quyền và an ninh của Liban là một diễn biến nguy hiểm có thể kéo theo một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn. Cuộc tấn công diễn ra không lâu sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố Israel sẽ tiếp tục các hành động chống lại lực lượng Hezbollah ở Liban và nhấn mạnh xung đột đã chuyển sang một giai đoạn mới. Bộ trưởng Galan nói, mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo người dân vùng biên giới phía Bắc được trở về nhà an toàn. Theo thời gian, Hezbollah sẽ phải trả giá ngày càng cao. Theo quân đội Israel, Tổng tham mưu trưởng Hezi Halevi đã hoàn tất phê duyệt các kế hoạch cho khu vực phía Bắc trong giai đoạn mới. Giai đoạn mới của cuộc chiến tạo ra những cơ hội đáng kể nhưng cũng kèm theo rủi ro nghiêm trọng quân đội Israel cho biết. Tuyên bố nhấn mạnh thêm, Hezbollah đã biến miền Nam Lebanon thành vùng chiến sự. Quân đội Israel nói, trong nhiều thập kỷ, Hezbollah đã vũ khí hóa nhà dân, đào đường hầm bên dưới những ngôi nhà đó và sử dụng dân thường làm lá chăn sống. Cuộc tập kích mới nhất của Israel diễn ra chỉ vài phút trước khi thủ lĩnh Hezbollah lần đầu lên tiếng về vụ nổ hàng nghìn thiết bị liên lạc ở Liban khiến 37 người thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương. Hezbollah cáo buộc Israel đứng sau vụ tấn công và cho rằng hành động này đã vượt mọi làn xanh đỏ, đồng thời cảnh báo Hezbollah sẽ đáp trả thích đáng. Căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban leo thang kể từ tháng 10 năm ngoái, khi Hezbollah tập kích xuyên biên giới vào Israel để phản đối chiến dịch quân sự của Tel Aviv chống lại Hamas ở giải Gaza. Israel cũng đáp trả bằng các cuộc pháo kích không kích vào lãnh thổ Liban. Kể từ đó đến nay, hơn 500 người ở Liban đã thiệt mạng do các cuộc tập kích của Israel, trong đó chủ yếu là thành viên của Hezbollah và các nhóm vũ trang khác. Trong khi đó, ở miền Bắc Israel, ít nhất 23 binh sĩ, 26 dân thường thiệt mạng do những cuộc tập kích từ Liban. Ngoài ra, khoảng 60.000 người Israel phải sơ tán khỏi khu vực dọc biên giới Liban và không thể quay trở lại vì sợ Hezbollah nhắm tới. Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang, giới ngoại giao phương Tây, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italy đã nhóm họp trước thêm cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để kêu gọi hạ nhiệt tình hình. Ngày 1 tháng 9, hàng trăm người dân Israel đã xuống đường biểu tình phản đối cách chính phủ xử lý cuộc chiến ở giải Gaza sau khi lực lượng Israel tìm thấy thi thể 6 con tim, theo đài CNN. Diễn đàn con tin và gia đình có người mất tích bên tổ chức biểu tình nói với CNN rằng có khoảng 700.000 người tham gia các cuộc biểu tình trên khắp Israel, trong đó ước tính có 550.000 người biểu tình ở thành phố Tel Aviv để kêu gọi ngừng bắn và thả con tim. Những người tổ chức biểu tình mô tả đám đông ở Tel Aviv là biển người biểu tình vô tận và cho biết sự kiện hôm 1 tháng 9 là cuộc biểu tình lớn nhất tại Tel Aviv kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát. Nhiều trường đại học ở Israel thông báo sẽ tham gia hoạt động biểu tình. Đại học Heavyu tại Jerusalem cho biết sẽ đóng cửa mọi hoạt động trong ngày 2 tháng 9, ngoại trừ các kỳ thi. Một nữ cảnh sát bị thương vong trong cuộc đụng độ với người bổ tình và bất tỉnh trước khi được đưa đi điều trị y tế. Tuyên bố của cảnh sát Israel, chính quyền Israel cũng cáo buộc một số người bổ tình vi phạm các danh giới an ninh và xông ra các con đường lớn, chặn một số làn đường và đốt lửa. Cảnh sát sau đó biết đã giải tán người bổ tình khỏi các tuyến đường giao thông và các con đường dần được mở lại cho ô tô lưu thông. Cảnh sát Israel cho biết đã bắt 29 người biểu tình tại Tel Aviv với cáo buộc phá hoại tài sản, có hành vi hỗn loạn và tấn công cảnh sát. Biểu tình lớn ở Israel diễn ra sau khi lực lượng phòng vệ Israel thông báo đã phát hiện thi thể của 6 con tim ở hàng chục mét bên dưới một đường hầm ở phía nam Gaza. Các nạn nhân gồm bà Kramgat, bà Jaden Yechami, ông Alexander Labanov, ông Almon Sarusi, ông Rodi Danino và ông Hesgobert Polin, một người Mỹ gốc Israel. Bộ Y tế Israel cho biết kết quả giám định pháp y cho thấy các con tin đã bị những kẻ khủng bố Hamas sát hại bằng nhiều phát súng ở cự ly gần từ 48 đến 72 giờ trước khi họ được tìm thấy. Bình luận về vụ việc, Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu đổ lỗi cho Hamas vì đã từ chối chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn. Ông Netanyahu nói bất kỳ ai sẽ con tin đều không muốn có một thỏa thuận. Chính phủ Israel cam kết và cá nhân tôi cam kết sẽ tiếp tục đấu tranh cho một thỏa thuận đưa tất cả các con tin trở về nhà và đảm bảo an ninh và sự tồn tại của Israel. Một quan chức Israel nói với CNN rằng ông Netanyahu lo ngại về các cuộc biểu tình đang lan rộng ở Israel. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Jogalan, người thường xuyên có quan điểm đối đầu với Netanyahu, chỉ trích chính phủ Israel liên quan thỏa thuận con tim. Ông Galan cho rằng chính phủ ưu tiên kiểm soát một khu vực biên giới hơn là thỏa thuận giải cứu con tin, gọi là sự ô nhục về mặt đạo đức. Ông Galan nói trong cuộc họp nội các Israel ngày 1 tháng 9, nếu chúng ta tiếp tục con đường này, chúng ta sẽ không thể đạt được mục tiêu đặt ra. Tôi được dạy rằng chúng ta không được bỏ lại những người bị thương trên chiến trường. Đó là một sự ô nhục về mặt đạo đức. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo rằng các cuộc không kích ngày 25 tháng 8 tại Liban không phải là lời kết trong chiến dịch quân sự quấn nước này chống lại nhóm vũ trang Hezbollah của Liban. Netanyahu phát biểu tại cuộc họp nội các. Chúng tôi đang dáng những đòn bất ngờ và nghiền nát Hezbollah. Đây là một bước tiến nữa hướng tới việc thay đổi tình hình ở phía Bắc và đưa người dân trở về nhà một cách an toàn. Và tôi xin nhắc lại, đây không phải là lời kết. Ông cho biết quân đội đã phá hủy hàng nghìn tên lửa tầm ngắn, tất cả đều nhằm mục đích gây hại cho dân thường và lực lượng của chúng tôi ở Galilee. Ngoài ra, quân đội Israel đã chặn tất cả các máy bay không người lái mà Hezbollah phóng vào một mục tiêu chiến lược ở miền trung Israel. Truyền thông Israel đưa tin, mục tiêu Hezbollah nhắm tới là trụ sở cơ quan tình báo Mossad của Israel gần Tel Aviv. Hôm 25 tháng 8, Hezbollah cũng phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái vào Israel khi quân đội nước này tấn công Liban nhằm ngăn chặn cuộc tấn công lớn hơn. Lực lượng Liban do Iran hậu thuẫn thông tin thêm, họ bắn 320 quả tên lửa Katyusha về phía Israel và tấn công 11 mục tiêu quân sự trong giai đoạn đầu tiên của cuộc trả đũa trong vụ ám sát chỉ huy cấp cao Fuad Quân đội Israel cũng ngăn chặn cuộc tấn công lớn hơn bằng nhiều cuộc không kích phủ đầu sau khi dự đoán Hezbollah chuẩn bị tấn công và sử dụng 100 máy bay phản lực nhắm vào 40 địa điểm phóng tên lửa của Hezbollah ở miền nam Liban. Các cuộc không kích phá hủy hàng nghìn nòng phóng, chủ yếu nhắm vào miền Bắc Israel nhưng cũng nhắm vào một số khu vực trung tâm. Trong cuộc họp nội các sáng 25 tháng 8, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tự vệ và rằng bất kỳ ai làm hại chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả tương xứng. Theo IDF, Israel hứng chịu rất ít thiệt hại từ các cuộc tấn công bằng tên lửa của Hezbollah. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình đánh giá tình hình hậu quả của cuộc tấn công, nhưng tôi có thể nói với các bạn rằng chỉ có một chút thiệt hại, rất ít thiệt hại. Phát ngôn viên của quân đội Israel, Trung tá Nadav Sosani cho biết. Cuộc tấn công qua lại dữ dội giữa Hezbollah và Israel đã làm dấy lên lo ngại về sự leo thang cho khu vực khi các cuộc đàm phán tại Cairo về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza không có dấu hiệu tiến triển. Quân đội Israel xác nhận các máy bay phản lực chiến đấu của nước này đã tấn công phủ đầu các mục tiêu ở Lebanon. Ngay khi Israel nhận được tin đánh giá, nhóm Hezbollah đang chuẩn bị bắt đầu dội hàng loạt tên lửa và rocket vào Israel. IDF cho biết trong một tuyên bố vào sáng ngày 25 tháng 8, để đáp trả những mối đe dọa này, lực lượng phòng vệ Israel IDF đang tấn công các mục tiêu khủng bố ở Lebanon. Israel thề sẽ làm mọi thứ để bảo vệ đất nước. Trong một tuyên bố ngay sau đợt tấn công, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh, "Chúng tôi quyết tâm làm mọi thứ có thể để bảo vệ đất nước, đưa người dân miền Bắc trở về nhà an toàn và tiếp tục duy trì một quy tắc đơn giản, bất kỳ ai làm hại chúng tôi, chúng tôi sẽ làm hại họ." Ngoại trưởng Israel trước đó nhấn mạnh nước này không tìm kiếm một cuộc xung đột diện rộng ở Trung Đông, đã có thương vong trong cuộc tấn công của Israel. Theo nguồn tin của báo The Guardian, ít nhất một người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel vào một ô tô ở thị trấn Khiam, miền nam Lebanon. Bốn người khác được báo cáo bị thương trong các cuộc tấn công riêng biệt khác. Nguồn tin của The Guardian cũng cho biết vẫn chưa thể xác định danh tính của người chết, giải thích rằng hoạt động của những người ứng cứu đầu tiên đã bị hạn chế do các cuộc không kích và hoạt động của máy bay không người lái đang diễn ra ở miền nam Lebanon. Tổng thống Mỹ đang theo dõi sát diễn biến. Nhà trắng khẳng định Tổng thống Mỹ Joe Biden đang theo dõi sát mọi diễn biến giữa Israel và Lebanon, theo đài CNN, hiện giờ đang là hơn 1 giờ sáng ngày 25 tháng 8 ở thủ đô Washington DC. Chưa rõ phản ứng của Mỹ là gì trong bối cảnh ít nhất hai nhóm tác chiến tàu sân bay của Washington đã ở khu vực. Bộ Quốc phòng Israel ban bố tình trạng khẩn cấp. Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu thông báo nội các Israel đã họp lúc 7 giờ sáng ngày 25 tháng 8 theo giờ địa phương, tức 11 giờ trưa cùng ngày theo giờ Việt Nam. Cơ quan quản lý sân bay Israel cho biết các chuyến bay đến và đi từ sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv đã bị tạm dừng. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng ban bố tình trạng khẩn cấp. Israel huy động hơn 100 chiến đấu cơ theo thông báo của không quân Israel, nước này đã huy động hơn 100 máy bay chiến đấu tập kích phủ đầu vào Hezbollah từ dạng sáng ngày 25 tháng 8, phá hủy hơn 2.000 bệ phóng tên lửa và đốc kết của Hezbollah đặt tại miền nam Lebanon. Khoảng 40 bãi phóng tên lửa cũng bị tập kích. Israel khẳng định số bệ phóng này đều chuẩn bị tấn công vào phía bắc và trung tâm của nước này. Hezbollah phóng hơn 300 quả pháo và lực bắn loạt, tuyên bố chỉ là đợt đầu. Trong tuyên bố vào trưa ngày 25 tháng 8, theo giờ Việt Nam, Hebola nói đây là đòn trả đũa của việc Israel đã ám sát chỉ huy cấp cao của họ. Nhóm này đồng thời cho biết giai đoạn đầu tiên của đợt tập kích vào Israel đã kết thúc với thành công hoàn toàn. Hebola kế đó cho biết giai đoạn đầu tiên tập trung vào các địa điểm quân sự của Israel để vô hiệu hóa lực lượng phòng thủ của nước này, mở đường cho đợt tấn công thứ hai vào các mục tiêu mong muốn sâu bên trong Israel, tuyên bố không nêu rõ mục tiêu đó là gì. Cũng trong tuyên bố, Hezbollah cho hay đã đánh trúng 11 căn cứ và doanh trại của Israel, bao gồm cả cao nguyên Golan trong sáng ngày 25 tháng 8, đồng thời nói thêm rằng khoảng 320 quả pháo phản lực phóng loạt đã được phóng đi. Khi được hỏi về số lượng thốc kết của Hezbollah và địa điểm mà nhóm này nhắm tới, quân đội Israel đưa ra con số thấp hơn. Theo đó, họ thống kê được khoảng 215 quả thốc kết đã được bán từ Lebanon nhưng không nói rõ mục tiêu của chúng nhiều rocket và tên lửa từ miền nam Lebanon bị bắn hạ. Theo các nhân chứng của hãng tin Reuters, coi báo động vang lên ở miền bắc Israel và nhiều vụ nổ đã được nghe thấy. Xung quanh một số khu vực khi hệ thống phòng không Iron của Israel bắn hạ các rocket và tên lửa bay đến từ miền nam Lebanon, Dịch vụ xe cứu thương Majen David Adom của Israel cho biết họ đang trong tình trạng báo động cao trên toàn quốc. Hiện chưa rõ thương vong ở cả Israel và Lebanon. Quân đội Israel cho biết các hướng dẫn phòng thủ dân sự mới sẽ sớm được ban hành cho người dân. Phía Israel khẳng định đã cảnh báo người dân ở miền nam Lebanon tránh xa các khu vực mà Hezbollah hoạt động. Các cuộc tấn công diễn ra khi các nhà đàm phán đang họp tại Cairo Ai Cập trong nỗ lực cuối cùng nhằm chấm dứt giao tranh ở Gaza, trao trả các con tin người Israel và nước ngoài để đổi lấy tù nhân Palestine.